Bốn cảnh giới tu dưỡng giúp chúng ta bước qua dông bão cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, chưa bao giờ là dễ dàng, cho dù bạn là ai chăng nữa. Có thể hôm nay chúng ta có tất cả, nhưng ngày mai ta chẳng còn lại gì. Hy vọng là điều không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Dù bạn đang bế tắc mệt mỏi thế nào, chỉ cần lóe lên một tia hy vọng mỏng manh thì cũng đừng bỏ cuộc. Vào những ngày đôi chân mỏi mệt, ta sẽ cần được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Đừng biến trái tim bạn thành một con đường để ai cũng có thể đi qua, mà hãy biến nó thành một bầu trời nơi tất cả mọi người đều mơ ước tới. Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, đừng bao giờ cho rằng mình bất hạnh mà buồn phiền. Phía trước luôn có con đường và ngày mai mặt trời vẫn luôn tỏa sáng. Đời người có vui buồn, có khổ đau, có hạnh phúc và cũng có khó khăn. Nhưng chuyện gì rồi sớm muộn cũng qua đi, vì thời gian không bao giờ dừng lại. Học được bốn cảnh giới tu dưỡng này sẽ giúp chúng ta an nhiên bước đi qua mọi bão giông. 1. Cười mà không nói, thể hiện một tâm hồn khoáng đạt, tiêu dao tự tại. Có khi chúng ta phải đối mặt với những lời giễu cợt, châm chọc của bạn bè, đồng nghiệp. Có khi sẽ thấy bất lực vì bị người khác hiểu lầm. Nếu cứ nhất quyết phải tranh luận, giải thích hoặc thanh minh với họ thì càng đẩy họ sang phía đối lập. Lúc đó, cái tâm chúng ta đã bị khuấy động như mặt hồ gợn sóng, càng động, càng thêm loạn. Chỉ cần giữ một nụ cười trên môi và im lặng. Một nụ cười có sức mạnh không tưởng, cũng như sự im lặng đúng lúc còn hơn cả vạn lời giải thích. Có nhiều cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn trong đối nhân xử thế, không nhất thiết phải cứ đối đầu đối khẩu nhau. Người xưa có câu, quân tử lúc nào cũng đường đường chính chính, kẻ tiểu nhân thường lo sợ trong lòng. Đôi khi một nụ cười có thể hóa giải ân oán đôi bên, có thể khiến những người xa xứ tha hương đến đất khách quê người cảm thấy ấm áp cõi lòng. Nở một nụ cười với ai đó cũng là một món quà vô giá, không chỉ là lời chào hỏi. Đời người khó tránh sẽ có lúc gặp phải những chuyện không vừa ý. Nếu bằng cách oán trách, chi bằng trầm tĩnh mà suy ngẫm lại mình. Khi ngẫm ra vấn đề rồi, mỉm cười bỏ qua. Cuộc đời lúc vui lúc buồn, lúc hạnh phúc, lúc khổ đau cũng là quy luật tự nhiên. Sự trầm tĩnh như dòng nước chảy mãi không ngừng. Nó là cội nguồn, sinh ra mọi trí tuệ cho con người, làm dịu nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Sức mạnh nội tâm sẽ lắng đọng thành một trải nghiệm, hun đúc thành một trí huệ ẩn sâu trong tim và thắp sáng tâm hồn. Khi gặp chuyện không vừa ý, làm được chỉ cười mà không nói là thể hiện một tấm lòng phóng khoáng tiêu diêu. Đó chính là kết quả của sự tu dưỡng, là phẩm chất tốt đẹp của con người. 2. Đau mà không than, thể hiện nội tâm kiên định. Đại bàng khi bị thương thì cất tiếng kêu thảm thiết, nó sẽ không thể cất cánh bay cao giữa bầu trời xanh. Thỏ đau thì sẽ dừng lại kêu gào, lúc đó sẽ trở thành một miếng mồi ngon cho những con thú săn khác. Hàm ý rằng nếu đau mà than vãn thì sẽ mất đi cơ hội tôi luyện bản thân thêm mạnh mẽ, có khi lại gây họa cho chính mình. Khi bị đau tức là cuộc đời đang tạo hoàn cảnh cho chúng ta bứt phá. Đau mà không than, không than không phải là không đau, mà là dám đối mặt với nỗi đau một cách chính diện và tích cực. Tuy nhiên, nói thì dễ, làm lại khó. Muốn làm được đau mà không than, chúng ta cần có sự kiên cường nhất định, đặc biệt cần có lý trí để vượt qua sóng gió trên đường đời. Kỳ thực, đau mà không than chỉ có thể bắt nguồn từ một tâm hồn phóng khoáng, nội lực mạnh mẽ, vững chắc. Sau khi mưa gió qua đi, cầu vồng sẽ xuất hiện lung linh màu sắc. 3. Hoảng mà không loạn là thể hiện sự tĩnh tại của quá trình tu dưỡng. Khi đối mặt với danh lợi, người ta rất khó tránh khỏi sự cám dỗ. Tuy nhiên, trong hoảng sẽ có động, mà trong động lại có tĩnh. Cho nên, hoảng mà không loạn mới là sự tu dưỡng vững chắc. Cổ nhân có câu, nếu gặp chuyện oan ức mà không kinh sợ, gặp chuyện uất hận mà không hoảng loạn,
thì người này có thể đảm nhận trọng trách, đời người không thể tránh khỏi lúc bị oan khuất. Trong nghịch cảnh vẫn không lùi bước, ung dung tiến tới, đường đời còn thênh thang. Nhưng gặp đại sự mà không loạn, gặp sóng lớn mà không mất đi thói quen thường ngày. Đây là một loại tâm thái xử thế ung dung tự tại, khi gặp khó khăn vẫn không lo lắng, ngược lại vẫn giữ được tâm thái bình hòa, trầm tĩnh và điềm đạm. Quả là cảnh giới cao hơn người thường. 4. Mê mà không mờ, thể hiện của người trí huệ. Muốn không bị lu mờ bởi những chuyện loạn tượng trên thế gian, cần có một nội lực mạnh mẽ. Cổ nhân có câu rằng, buồn mà không thương cảm. Khi gặp chuyện đau khổ, chúng ta có thể buồn bã, đây cũng là những cảm xúc rất tự nhiên của con người. Nhưng khi buồn phiền, cũng đừng để tâm hồn gục ngã. Đừng quên rằng, mọi việc trên đời đều không qua khỏi bàn tay của Phật Tổ. Cổ nhân có câu, chỉ cần làm người lương thiện, trời xanh sẽ tự có an bài. Nếu có thể coi nhẹ được mất ở thế gian, thì khi phải đối mặt với sự mất mát, chúng ta mới có thể không bị mê mờ. Khi học được cách cân bằng trạng thái tâm lý và cảm xúc của bản thân, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Sự tĩnh lặng trong tâm hồn con người có khả năng tự chữa lành mọi vết thương. Sống giữa cõi mê thế tục mà vẫn giữ tâm lương thiện, không mê mờ bởi ba chữ trói buộc đời người, danh, lợi, tình, thì đã đạt sự tu dưỡng của kiểu người không tu đạo mà đã ở trong đạo. Trên đời vốn luôn tồn tại không ít thứ cám dỗ, những thứ phù phiếm hư ảo, nhưng con người lại cứ cố gắng theo đuổi. Có những thứ chân thật hiện hữu nhưng lại thờ ơ vô cảm. Thời gian và sức lực hao mòn, điều mong muốn cũng không đạt được, người ta mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Biển cả nếu cứ luôn vì nhân tình thế thái mà thay đổi thì sẽ không rộng lớn nhường ấy. Gương soi nếu vì người mà bị kích động thì cũng không thể sáng được vậy. Làm người nếu không buông bỏ được ba cái không này thì không thể an vui. 1. Không quá lo nghĩ. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp được mấy việc vui vẻ, chứ việc không may thì đầy rẫy. Kẻ ngốc vì vậy mà sinh tâm lo lắng, oán hận mà sầu khổ. Người thông minh sẽ biết đón nhận mọi việc, dù tốt dù xấu, với tâm thái bình hòa. Có một câu nói, nên duy trì trạng thái cân bằng và cảm xúc ổn định. Đây cũng là cách giúp chúng ta sống thọ. Thử suy ngẫm một chút về cuộc đời, nếu lúc nào chúng ta cũng làm được việc trân trọng cuộc sống hiện tại, không quá lo nghĩ về tương lai và buông trôi đi quá khứ, liệu còn điều gì khiến chúng ta mệt mỏi nữa đây? Tâm lý con người, khi có việc gì sắp xảy đến thì đều sinh tâm lo lắng khó mà buông được, thậm chí lo hết việc của mình rồi lo cho người khác, lo cho gia đình, tương lai con cái, lo từ việc nhỏ nhặt thường nhật tới việc đại sự. Nhiều lúc sự việc chẳng đâu vào đâu cũng vì sự lo lắng mà sinh bệnh tật, tâm trí mỏi mệt. Đôi lúc chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc của hoàn cảnh, quay đầu nhìn lại sẽ thấy rằng sự lo lắng hầu như không giúp giải quyết được vấn đề. Người thản đàng sống lại hay. Ông bà xưa có câu, việc đâu còn có đó, trời sinh voi sinh cỏ. Những lời này nghe thì dễ, nhưng đụng tới sự việc thì mấy ai giữ được tâm thái bình hòa. Thật ra, đó chính là sự tu dưỡng ở mỗi người thôi. 2. Không chạy theo dục vọng. Tuần Tử từng nói, quân tử dịch vật, tiểu nhân dịch vụ vật. Ý tứ là, người quân tử có thể khống chế được truy cầu vật chất của bản thân, còn kẻ tiểu nhân sẽ bị vật chất xoay trái xoay phải. Dục vọng sẽ khiến con người không ngừng truy cầu để thỏa nhu cầu về vật chất và tinh thần. Dục vọng nó có tính chu kỳ và không bao giờ biết đủ. Nếu một người không thể khống chế được dục vọng thì sẽ làm thân xác mệt mỏi và tâm hồn khô héo vì không có sự tu dưỡng. Người theo đuổi những truy cầu dục vọng sẽ bị những thứ xấu ở không gian khác khống chế tư tưởng họ, nhưng họ lại tưởng là mình muốn thế. Vậy nên chỉ khi khống chế được dục vọng của bản thân, chúng ta mới có thể kiểm soát được thế giới nội tâm của chính mình. Tìm được sự thanh thản trong tâm hồn là niềm vui trong cuộc sống.
việc theo đuổi công danh lợi lộc cũng giống như đi bắt bóng, chạy mãi thì cũng không thể bắt giữ nó được, vì bản chất của ham muốn và dục vọng là không có điểm dừng. Sống ở đời, người hạnh phúc nhất không phải là người giàu có hay địa vị cao, mà đơn giản là người biết đủ, biết hài lòng với thực tại và thuận theo tự nhiên. 3. Không quan tâm đến cách nhìn của người khác. Nhân vô thập toàn, không ai có thể làm được chu toàn mọi chuyện, cũng không ai có thể làm vừa lòng được tất cả. Chúng ta không có quyền thay đổi được cách nhìn của người khác về mình, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Nếu chúng ta quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, chỉ làm lãng phí thời gian và ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Không vì tán dương của người khác khiến ta thành công, càng không vì chê bai của người khác mà ta phá sản. Câu chuyện của Tô Đông Pha và vị thiền sư. Tường truyền rằng Tô Đông Pha thời nhà Tống, lúc đến ông nhậm chức tại Qua Châu Giang Bắc, ông thường xuyên ngồi đàm đạo với thiền sư Phật Ấn, vị sư trụ trì chùa Kim Sơn. Một hôm, ông cảm thấy tu thiền đắc ngộ, liền viết một bài thơ rồi phái thư đồng mang qua sông nhờ thiền sư Phật Ấn xem giúp. Thơ viết: Kê thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong duy bất động, đoạn tọa tử kim liên. Tạm dịch: Kính lạy thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi chẳng động, ngồi yên trên sen vàng. Tám ngọn gió thổi mà vẫn không lay động, có thể hiểu là cảnh giới tư tưởng đã rất cao. Tám ngọn gió ở đây chính là lợi, suy, hủy, dự, xưng, kỳ, khổ, nhạc. Bốn thuận, bốn nghịch, tám loại sự việc này đều không thể làm lay động tâm người tu luyện. Sau khi đọc thơ của Tô Đông Pha xong, thiền sư Phật Ấn liền lấy bút phê hai chữ rồi bảo thư đồng mang về đưa cho Tô Thí Chủ. Tô Đông Pha nghĩ rằng thiền sư nhất định sẽ khen ngợi cảnh giới tu thiền định của mình, vội vàng mở xem, trên thơ chỉ thấy phê hai chữ phóng thí, tức là đánh rắm. Ông đã không nhịn nổi việc mất thể diện, liền đi thuyền sang sông tìm thiền sư để lý luận. Còn thuyền rất nhanh đưa Tô Đông Pha tới chùa Kim Sơn. Thiền sư Phật Ấn đã sớm đứng đợi Tô Đông Pha bên bờ sông rồi. Tô Đông Pha vừa nhìn thấy thiền sư liền tức giận nói: Thiền sư, chúng ta là đạo hữu tri kỷ, thơ là của tôi, tu hành cũng là của tôi, ngài không khen một câu thì thôi, sao lại đi mắng chửi? Vị thiền sư nhìn bạn một cách điềm nhiên như không có gì xảy ra nói: Tôi chửi mắng ngài cái gì cơ? Tô Đông Pha chỉ cho thiền sư thấy hai chữ phóng thí được viết trên lá thư. Vị thiền sư cười lớn và nói: Ồ, ngài chẳng phải nói tám ngọn gió thổi vẫn bất động sao? Sao lại vì hai chữ phóng thí mà vội vàng phải đi thuyền sang sông vậy? Nghe xong, Tô Đông Pha không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng.